Ok, mình chào mừng tất cả các bạn đã trở lại cùng kênh Man Space. Thì hôm nay đó chính là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thì năm nay mình biết là có rất là nhiều cái sự việc nó không có vui xảy ra với tất cả mọi người thế giới này rồi. Và cá nhân mình cũng rất là mong là năm nay kết thúc sớm để qua năm 2021. Nhưng mà cũng một mặt nữa là mình cũng rất là vui vì năm nay chính là cái năm mà Man Space được giới thiệu với mọi người. Nói chung là mình cũng có được rất là nhiều những người bạn mới, mình có được rất là nhiều bài học cũng như là những cái trải nghiệm mới khi mà quá trình mình làm Man Space như thế này. Nên là mình rất là cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình suốt một năm 2020 vừa qua. Cũng như là những cái lời sai sót gì đó thì các bạn cũng đã bỏ qua cho mình rồi, mình rất là vui. Nói chung là năm 2020 rất là ý nghĩa đối với mình một cách nào đó. Thì mình sẽ không có cái ý nghĩa đó nếu như không có các bạn là người xem ngay bây giờ. Nên là mình rất là cảm ơn các bạn. Ngoài ra thì hôm nay là 31, tôi chúc tất cả các bạn ở đây, nam, nữ, tất cả mọi người có một cái năm 2021 đạt được những thứ mà các bạn mong muốn, quên được những thứ mà các bạn muốn quên. Và một thứ bạn luôn luôn cần phải nhớ thôi, vì các bạn là người xem Man Space mà, không bao giờ được ngừng phát triển bản thân nha. Luôn luôn phát triển bản thân cùng tôi nha. Rồi, phần chúc này nọ xong rồi, qua tới phần thứ hai. Bật mí các bạn luôn là vào năm 2021 Man Space sắp sửa có một cái dự án gọi là khá là lớn mà tôi ấp ủ rất là lâu rồi. Cho nên là bật mí chút xíu thôi là sắp tới Man Space sẽ có một dự án rất là lớn đó nha. Và mình mong là tất cả các bạn vẫn sẽ đón xem cái dự án đó của mình. Cái thứ ba đó chính là mình đang có ý định làm lại những cái video cũ mình đã từng đăng hồi xưa. Cái thời mới đầu làm mấy bạn biết không, cái thời mà còn nói chuyện ba gai mà cái cách truyền đạt mình cảm thấy là chưa có đủ á, thì mình rất là mong muốn mình làm lại. Và mình rất là cần các bạn ở đây là cho mình biết nội dung nào, video clip nào mà các bạn mong muốn mình sẽ làm lại phiên bản 2.0 á, thì hãy cho mình biết nha. Mặc dù biết là ngày 31 rồi, chuẩn bị đi chơi rồi nên là không có lâu đâu, xong rồi. Cho nên là cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn các bạn vì mọi thứ. Và hẹn gặp lại các bạn vào năm 2021 thật là vui vẻ nghĩa nha. Ok, vẫn là mặt tôi thôi chứ không có đổi host đâu. Ok, mình chúc các bạn đi chơi rất là vui, một ngày năm mới vui vẻ. Còn bây giờ thì chào các bạn.